Xin chào các bạn. Với clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau thêm vào trong bài hát này câu dạo, thêm tiếp câu dạo cho cái bài hát này. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải thêm vào insert thêm vào đây vài ô nhịp nữa. Chúng ta sẽ phải thêm vào vài ô nhịp nữa để chúng ta tạo thành các cái câu dạo. Để thêm vào cái ô nhịp ở phía đầu, chúng ta trước tiên chúng ta sẽ chọn cái ô nhịp đầu tiên, sau đó nhấn phải chuột, ta chọn vào add measure. Lúc này thì nó sẽ tạo cho chúng ta là add bao nhiêu, xin lỗi không phải là add mà chúng ta sẽ là insert. Insert thêm cái measure vào đây, insert measure stack, nghĩa là thêm vào cái stack là bao nhiêu ô nhịp thì tùy bạn, tôi cứ để 10 ô nhịp đã, tí nữa chúng ta sẽ tính sau. Đó, nó sẽ thêm vào phía đằng đầu của bài hát chúng ta các ô nhịp trống mới. Bây giờ chúng ta sẽ thêm vào cho nó các câu dạo. Bây giờ thì thêm vào câu dạo thì chúng ta cũng cố gắng thêm cho nó ở một cái thêm cho nó một cái khuôn nhạc nữa, một cái nhạc cụ nữa. Thêm vào nhạc cụ thì cũng giống như các cái buổi trước, chúng ta nhấn vào cái chỗ nào mà chúng ta cần thêm nhạc cụ, nghĩa là giả sử như ta muốn nó dưới cái phần giai điệu này, nó thêm một cái nhạc cụ nữa để chúng ta viết câu dạo, ta nhấn vào cái giai điệu, nhấn vào cái khung nhạc giai điệu, sau đó ta nhấn vào add instrument. Mình cứ để nó là mặc định là start. Nếu bạn có thể là bạn chọn luôn cái âm thanh cho nó thì bạn chọn luôn bên dưới nhé. Bây giờ tôi đang muốn lấy một cây saxo, saxo baritone, tenno. Đây, lấy một con alto này. Ta lấy một con alto. Cái này thì nó sẽ nảy sinh cho chúng ta là cái, vì là cái khi mà chơi sắc ấy, vì là chơi sắc thì bao giờ cái âm của cây sắc ấy nó so với cả cái các nhạc cụ khác thì nó sẽ viết ở một cái giọng thấp hơn cái giọng ban đầu, một quãng ba. Như là giả sử cái bài hát này là giọng la thứ thì nó sẽ nhảy xuống một quãng ba, là lúc này sẽ là pha thăng thứ. Đó, này sẽ là một giọng pha thăng thứ chứ nó không được là giọng la thứ nữa. Thì chúng ta chú ý khi chúng ta chọn nhạc cụ, chúng ta cần chú ý. Còn nếu như bạn chọn theo cái cách này, tôi cứ để ở đây nhé, một tí tôi xóa. Nếu bạn bạn chọn cái cách này, chọn blank, chọn blank start, này nó sẽ thêm cho chúng ta một cái nhạc cụ nữa, nó chưa có tên đúng không. Cái nhạc cụ này bây giờ ta cũng chọn, đó là cây alto sax đâu nhỉ, alto saxo đây, thì nó sẽ không thay đổi, nghĩa là nó sẽ không thay đổi cái hóa biểu giống như là cái cây bên trên. Thế nhưng mà như này thì nó lại là phi thực tế. Ở bên ngoài ấy, thì cái người người chơi sắc ấy, người ta sẽ thổi bằng cái khóa nhạc lên phải như này, nó qua hóa biểu như này, chứ nó không, người ta không thể thổi được bằng cái hóa biểu, không có hóa biểu như này.
Bởi nếu thổi không hóa biểu như này thì người ta sẽ thổi bị sai hết nốt nhạc, nó sẽ không đúng nốt nhạc của bài hát. Bây giờ các bạn chú ý nhé. Bây giờ tôi sẽ xóa cái này đi, tôi xóa cái phông nhạc đi. Xóa bên ngoài để cho dễ. Ta chọn vào cái này, ta mới xóa được nó. Nhấn phải chuột, chọn delete. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết cái câu dạo cho cái nhạc cụ saxo của chúng ta. Thế mà chúng ta để chúng ta viết được cái câu dạo cho một bài hát thì thông thường người ta sẽ lấy một là lấy cái câu đầu tiên của bài hát, hai là người ta lấy cái câu điệp khúc của bài hát. Như ở đây cái phần câu chào của nó nằm ở cái chỗ này, em ơi. Hoặc là người ta có thể lấy ở câu cuối cùng của bài hát. Mà đôi khi ấy, người ta có nhiều người người ta tự sáng tạo ra một cái câu dạo của bài hát. Cái câu dạo này thì nó cũng có cái dáng dấp của cái giai điệu bài hát này. Đấy, bây giờ tôi sẽ tạo một cái giai điệu cho cái bài hát này. Không sử dụng câu nhạc nào ở trong bài hát cả, mà ta chỉ lấy cái dáng dấp thôi. Cái giai điệu của nó sẽ, trước tiên thì ta phải nghe lại cái giai điệu bài hát đã. Này ta cho đảo phách cho nó âm mang cái tiết tấu của cái bài hát. Tèo 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 tèo
Còn đường xưa em đi. À, bây giờ ta kéo cái thằng này nó về đầu khung nhạc, cái không thì cái tiết tấu ở đoạn đầu nó nhanh quá. Chưa? Rồi. Các bạn chú ý cái dây này nhá, cái dây này nó phải vào đúng vị trí. Nhưng nếu mà cái dây này nó nằm không đúng vị trí thì nó cái đoạn đầu cái tiết tấu nó vẫn là lấy theo cái nhịp ở bên trên này, chứ nó không lấy cái nhịp của thằng này. À, không lấy theo cái tốc độ của thằng này. Để chú ý. Nghe này thì nó chưa được đúng không? La về re. Đấy. Mà có khi mình cho lên một khoảng 8 thôi. Cái này là hơi thấp. Cái này là nốt hơi thấp. Này, nghe cái tiếng ăn tối nhưng mà nó thấp quá. À, để lên quãng 8 thì bạn bạn chọn vào cái nốt nhạc nào mà bạn muốn cho lên quãng 8. Sau đó bạn nhấn phím Shift, giữ phím Shift và nhấn phím mũi tên lên nhé. Có khi là thế. La 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 la. Câu này thì sao ta sẽ chuyển sang cái màu khác đi. Sẽ chuyển sang màu khác. Sinh nhé. Lấy con dần dây. Con này là không có dây ở đây. Dây ở đâu? Ta cứ để không thì ta lấy con dây sau. Dây nằm ở khoảng 49. Và lấy con này đi. Con 51 đấy. Tại sao nó cứ bị nhá, bởi vì nó lúc đầu là mình chọn nó là blank, nên ra nó cứ giống nhau thì nó tạo nhóm vào đấy, bỏ cái nhóm vào đi và viết tên cho nó, không thì mình không biết đâu một lần. Chọn vào con blank này, chọn vào cái full name, viết tên nó string một, à tức là string.
đến câu này nó ngân dài đến đây, bỏ một sao được cái được cuối này. Chỉ còn em với anh thôi. Ten 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 à, son thăng ten 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 ngân thẳng sang bên này một phát mau bỏ này đi cho nó ngân và ngân sang bên này một nốt đây. Kết thúc đây, kết thúc chấm dôi cho nó đủ à, mình vào gần đúng rồi đấy. Thế thì xá đợi một cái hô nhịp đi, xá hô nhịp đây nào lại. Ta vào ăn đây là ta kết luôn, để cho nó hát luôn. Cho nó mềm tiếng một chút. Ta sử dụng cái nút này, sử dụng cái nút này, Smart Sharp này. Ta sử dụng cái nút này để cho nó làm cho nó mềm cái tiếng đi. La 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 la. Đây là legato. Đấy. Tôi thích là nó nối luôn vào cơ, nối luôn vào cái kia, bỏ cả ô nhịp đi, thì tè vắt nó vào luôn, không ngân nữa, tè vào luôn, dồn trống vào luôn.
giờ ta sẽ cho cái nhịp trống vào cho nó đầy đủ nha. Đấy, luôn cả cầu bát. Tính sau, thừa thiếu tính sau, còn thiếu một bao nhiêu cái nữa, thả nó vào. Câu này là câu lấy luôn cái cuối này. Hỏi con này có gì luôn mẹ đẹp này. Giờ ta mới quay trở lại đây xem cái cô bác nó viết đây hợp âm cho nó có tiếng la thứ. Son trưởng để đồ trưởng sẽ cố gắng là re son dịch thằng này xuống.
từng từng nhấn nhịp cho nó, nhấn nhịp cho nó. Xong được cái câu dạo nghe tạm tạm ổn. Giờ đến khi nó hết bài thì nó lại quay trở lại cái câu dạo này. Đấy, ta sẽ lấy cái câu cuối cùng. Quay trở lại lần đầu. Câu dạo là lá. Trước tiên là cho nó nghỉ một nốt trắng chấm dôi. Lúc này ta sẽ quay nhấn vào cái repeat này, cái mục repeat này để chúng ta nhấn làm nút quay lại, nhấn vào nó, nhấn vào ô nhịp cần quay lại, nhấn kép chuột thì nó sẽ lên cái nút quay lại này. Đây là nút quay về phía trước, quay về trước, back back lại, select. Cái độ chơi của nó chơi mấy lần, mình sẽ cho nó chơi 2 lần, nghĩa là quay lại từ cái chỗ vị trí mình đặt nút quay lại đây cho đến cái nút mình đặt nút quay đi nó là bao nhiêu lần thì nó cứ chơi đi chơi lại ở trong cái khoảng đấy thôi. Đây mình cho nó là 2 lần, nhấn OK. Này sẽ nó sẽ quay trở lại, quay trở lại đâu ta đã chọn đây để nút là quay lại đây, nghĩa là nó chơi đến hết, chơi đến khi nó gặp cái dấu này, dấu nhắc lại này, nó sẽ quay trở lại với cái dấu nhắc đi này nhé. Tôi sẽ chơi đoạn cuối để cho bạn thấy rằng nó sẽ quay lại như nào. Sẽ quay lại luôn ở đây chứ nó không nhắc lại cái câu này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa ở cái đoạn cuối nhé. Đây. Thank you.
clip này chúng ta dừng ở đây. Clip sau tôi sẽ thêm vào bài hát này các bè đệm, các cái nhạc cụ khác, nhạc cụ guitar, và chúng ta thể hiện cái dàn dây này nó được chạy ở trong bài hát, để có các cái câu nối, câu nhắc. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở trong clip sau nhé.